Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Đài truyền hình Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, thời tiết trên toàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam, áp cao lạnh lục địa suy yếu, sau đó tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ hoạt động ổn định. Thời tiết trong tỉnh phổ biến mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh, tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước, có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo, có mây, ngày nắng, cục bộ có mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công, mây thay đổi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32 độ C. Đối với khu vực trồng cây ăn trái, mưa xảy ra chủ yếu vào chiều, chiều tối với lượng nhỏ, do vậy bà con cần phải chủ động tưới nước và giữ ẩm cho cây trồng, đồng thời thường xuyên thăm vườn để sớm phát hiện sâu bệnh hại và có những biện pháp phòng trị kịp thời. Thưa bà con, 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán. Đây là thời điểm quan trọng, quyết định chất lượng và năng suất của cây xoài, nên phải chăm sóc, nuôi dưỡng cây đúng kỹ thuật. Bà con cần chăm sóc bộ rễ, bón phân thích hợp. Bà con cũng cần lưu ý, phòng trừ sâu bệnh để không ảnh hưởng đến chất lượng, sản lượng và cả mẫu mã trái. Để trái cây thu hoạch vào đúng dịp Tết, thì bà con có thể tác động các giải pháp kỹ thuật theo hai nguyên lý. Nếu trái chín sớm, muốn kéo dài thời gian chín của trái, phải tưới cho vườn đủ ẩm và bón phân hợp lý. Còn nếu muốn rút ngắn thời gian chín của trái để bán kịp, có thể rút nước trong vườn, giảm tưới nước và tăng cường bón phân kali giúp cho màu sắc trái đẹp. Còn đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, thời tiết tương đối thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi. Kiểm tra, bảo quản tốt thức ăn cho thủy sản nuôi, tránh bị ẩm mốc, quản lý thức ăn cho ăn, tránh bị dư thừa. Kiểm tra gia cố bờ ao, đê bao, đảm bảo chắc chắn tránh trường hợp gió mạnh, sóng lớn, làm dở bờ bao khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin sau. Thân mến, chào tạm biệt. We'll be right back.